Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên quán địa giới, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc thường hoặc vô thường, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán địa giới, hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc lạc hoặc khổ, chẳng thả hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán địa giới, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán địa giới, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán địa giới, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán địa giới, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán địa giới, hoặc là sở biến chi, hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán thủy hỏa phong không thức giới, hoặc là sở biến chi, hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nên quán vô minh, hoặc thường, hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, ưu não, hoặc thường, hoặc vô thường, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán vô minh, hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán hành cho đến lão, tử, sầu, than, khổ, ưu não, hoặc lạc, hoặc khổ, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán vô minh hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc ngã hoặc vô ngã, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán vô minh hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán vô minh, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc tịch tịnh, hoặc chẳng tịch tịnh, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán vô minh, hoặc viễn ly, hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán vô minh, hoặc là sở biến chi, hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận, nên quán hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não, hoặc là sở biến chi, hoặc chẳng phải là sở biến chi, chẳng thể hí luận, nên chẳng nên hí luận.